Phẩm thứ năm, danh hiệu của địa ngục. Phẩm danh hiệu của địa ngục là phẩm thứ năm trong bộ kinh Địa Tạng, nói rõ về tên của các địa ngục. Thế nào gọi là địa ngục? Địa ngục do ai tạo ra? Ở nhân gian có nhà tù, thì tại địa phủ tức là cõi âm cũng có nhà tù. Nhà tù ở nhân gian thì do chính phủ cho xây sẵn để chuẩn bị giam giữ những kẻ vi phạm luật pháp quốc gia. Thế thì nhà tù ở địa phủ có giống như vậy không? Không phải như vậy. Địa ngục nhà tù ở địa phủ vốn không được tạo dựng sẵn từ trước để chờ đón tội nhân như nhà tù ở nhân gian. Địa ngục vốn thuộc loại hữu danh vô hình, có tên nhưng không hình, tức là tên của địa ngục thì có, mà hình tướng của địa ngục thì không. Phải đợi đến lúc tội nhân tới thời điểm thọ tội báo thì địa ngục mới hiện hình. Bấy giờ, hễ tội nhân đã từng gây ra nghiệp tội gì thì sẽ có địa ngục tương ứng với nghiệp tội đó hiện ra. Những địa ngục này không phải do người nào hoặc đấng quỷ thần nào dựng nên, mà là do nghiệp lực của chính bản thân người tội tạo thành. Hễ chúng ta gây nghiệp tội gì thì ở cõi âm sẽ xuất hiện một địa ngục tương ứng với nghiệp tội mà chúng ta đã tạo tác. Sự việc này xảo diệu và không thể nghĩ bàn. Vì sao gọi là cõi âm, cõi tối tăm? Bởi vì nơi đó luôn luôn tối tăm u ám, không có ánh sáng của mặt trời và mặt trăng rọi tới, nên gọi là cõi âm, và cũng là âm ti hoặc âm phủ. Cho nên, địa ngục là do những nghiệp tội của chúng ta gây ra tích tụ lại với nhau mà hình thành. Lại nữa, địa ngục chỉ có danh hiệu chứ không có thực thể. Phải đợi đến lúc chúng ta đi thọ tội thì địa ngục mới hiện ra. Đây quả là một điều vô cùng vi diệu và không thể nghĩ bàn. Kinh văn: lúc đó Phổ Hiền Bồ Tát Ma Ha Thát thưa cùng Địa Tạng Vương Bồ Tát rằng: thưa nhân giả, xin ngài hãy vì trời, rồng, tứ chúng và tất cả chúng sanh ở hiện tại cùng vị lai mà nói rõ danh hiệu của các địa ngục, nơi thọ báo của các chúng sanh tội khổ ở thế giới Ta Bà và cõi Diêm Phù Đề, cùng những sự ác báo, để cho chúng sanh trong thời mạt pháp ở đời sau biết rõ những quả báo đó. Lược giảng: lúc đó Phổ Hiền Bồ Tát Ma Ha Tát thưa cùng Địa Tạng Bồ Tát rằng: có lẽ quý vị ai nấy đều đã biết đến vị Phổ Hiền Bồ Tát thường cưỡi con voi trắng sáu ngà này. Ngài là vị Bồ Tát có hạnh lực lớn lao nhất, nên được tôn xưng là Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát. Ma Ha Tát có nghĩa là lớn, đại. Vậy lúc bấy giờ Đại Bồ Tát Phổ Hiền nói với Bồ Tát Địa Tạng rằng: thưa nhân giả, xin ngài hãy vì trời, rồng, tứ chúng và tất cả chúng sanh ở hiện tại cùng vị lai mà nói rõ danh hiệu của các địa ngục. Nhân giả, bậc nhân đức là một danh xưng khác của các bậc Bồ Tát. Phổ Hiền Bồ Tát mong rằng Địa Tạng Bồ Tát sẽ vì trời, rồng và bốn chúng Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di, cũng như hết thảy chúng sanh trong đời này và đời sau, mà kể rõ tên của các địa ngục, nơi thọ báo của các chúng sanh tội khổ ở thế giới Ta Bà và cõi Diêm Phù Đề. Chúng sanh tội khổ tức là những kẻ do đã từng gây ra tội lỗi nên phải chịu quả báo khổ sở. Thế thì chúng sanh ở thế giới Kham Nhẫn tức là thế giới Ta Bà và cõi Nam Diêm Phù Đề hễ tạo tội thì phải đến nơi nào và thọ lãnh quả báo như thế nào? Cùng những sự ác báo, ngoài ra Phổ Hiền Bồ Tát cũng thỉnh cầu Địa Tạng Bồ Tát Quan Hỷ nói rõ về việc thọ lãnh các quả báo xấu ác, để cho chúng sanh trong thời mạt pháp ở đời sau biết rõ những quả báo đó, đồng thời hiểu được sự nghiêm trọng của các quả báo ở địa ngục. Kinh văn: ngài Địa Tạng đáp rằng: thưa nhân giả,
Nay tôi nương oai thần của Đức Phật cùng oai lực của đại sĩ mà lược nói danh hiệu của các địa ngục cùng những sự về tội báo và ác báo. Thưa nhân giả, phương đông của cõi Diêm Phù Đề có dãy núi tên là Thiết Di. Dãy núi đó tối thẳm, không có ánh sáng của mặt trời, mặt trăng. Trong đó có địa ngục lớn tên là Cực Vô Gián, lại có địa ngục tên là Đại A Tỳ, lại có địa ngục tên là Tứ Giác, lại có địa ngục tên là Phi Đao. Lược giảng. Ngài Địa Tạng đáp rằng: Thưa nhân giả, nay tôi nương oai thần của Đức Phật cùng oai lực của đại sĩ. Nhân giả tức là người có lòng nhân ái đại từ bi. Địa Tạng Bồ Tát nghe Phổ Hiền Bồ Tát thỉnh vấn như thế, bèn trả lời rằng: Bây giờ tôi xin nương nhờ oai đức thần thông của Đức Phật cũng như oai lực của chính đại sĩ Phổ Hiền Bồ Tát mà lược nói danh hiệu của các địa ngục cùng những sự về tội báo và ác báo. Chúng sanh hễ tạo nghiệp nào thì phải chịu quả báo nấy. Trước kia nếu có làm điều ác thì nay phải thọ ác báo, có làm việc thiện thì nay được hưởng thiện báo, mà địa ngục là nơi chúng sanh thọ lãnh các ác báo. Địa Tạng Bồ Tát nói tiếp: Thưa nhân giả, phương đông của cõi Diêm Phù Đề có dãy núi tên là Thiết Di. Ở về phía đông của cõi Nam Diêm Phù Đề này có một dãy núi to lớn hùng vĩ tên là núi Thiết Di. Thiết sắc thì màu đen, ở đây là biểu thị cho sự tối tăm u ám, không có ánh sáng. Dãy núi đó tối thẳm, không có ánh sáng của mặt trời, mặt trăng. Núi ấy tăm tối thâm u như nằm trong hang động vậy. Nơi đó mặt trời, mặt trăng không thể dội tới được, nên hoàn toàn không có ánh sáng. Trong đó có địa ngục lớn tên là Cực Vô Gián. Địa ngục Cực Vô Gián là một địa ngục lớn nhất và cao nhất. Vô Gián này chính là địa ngục Vô Gián, và cũng có năm loại như đã nói trong phẩm trước. Lại có địa ngục tên là Đại A Tỳ. A Tỳ là tiếng Phạn, Trung Hoa dịch là vô gián, không gián đoạn. Địa ngục vừa rồi thì lớn nhất và có tên là Cực Vô Gián, vô gián cùng tột. Còn địa ngục này tên là Đại vô gián lớn. Lại có địa ngục tên là Tứ Giác, bốn sừng. Tứ Giác có thể là chỉ cho bốn phương Đông Tây Nam Bắc, và cũng có thể là ám chỉ bốn cái sừng. Trong ngục này có bốn dụng cụ tương tự như bốn cái sừng trâu. Tội nhân ở đây bị đâm phải những cái sừng ấy mà chết, xong cứ chết đi rồi sống lại thọ tội rồi chết đi. Lại có địa ngục tên là Phi Đao, dao bay. Tại địa ngục này có một con dao chẳng rõ từ đâu bay đến chém đứt đầu hoặc chặt tay, chặt chân của tội nhân, hoặc cắt xẻ thân thể của tội nhân khiến máu me lên láng, hoặc đâm chém tới tấp khắp mình mẩy của tội nhân. Tội nhân bị đâm chém đến nỗi toàn thân đau đớn khủng khiếp. Cơn đau vừa dứt, tội nhân vừa hết quằn quại, thì lập tức lại có phi đao dèo dèo bay tới đâm tiếp, cho nên tội nhân lại lăn lộn rên siết nữa. Đau rồi hết đau rồi lại đau, cứ thống khổ triền miên như thế mãi. Địa ngục phi đao là một loại địa ngục đau đớn khổ sở nhiều nhất. Kinh văn. Lại có địa ngục tên là Quả Tiễn, lại có địa ngục tên là Giáp Sơn, lại có địa ngục tên là Thông Thương, lại có địa ngục tên là Thiết Xa, lại có địa ngục tên là Thiết Sàng, lại có địa ngục tên là Thiết Ngưu, lại có địa ngục tên là Thiết Y. Lược giảng. Lại có địa ngục tên là Quả Tiễn, tên lửa. Trong địa ngục Hỏa Tiễn có rất nhiều mũi tên, và ở đầu mỗi mũi tên đều có lửa rất đáng sợ. Những quả tiễn này mà ngày nay người ta bắn lên nguyệt cầu cũng tương tự như loại hỏa tiễn ở địa ngục này vậy. Lại có địa ngục tên là Giáp Sơn, núi ép. Tội nhân ở địa ngục Giáp Sơn phải chịu đựng một nỗi thống khổ rất ghê gớm. Trước tiên là cửa ngục ở hướng đông mở ra, cửa vừa mở toang thì tội nhân trong ngục liền cắm đầu cắm cổ chạy ùa ra, chẳng khác nào những tên cướp trên đường đào tẩu vậy. Những tội nhân này cứ đinh ninh là thoát ra ngoài tất sẽ được tự do, mà không ngờ rằng vừa ra khỏi địa ngục này thì
thì lại gặp phải hai hòn núi chắn ngang. Tưởng rằng trốn trong núi thì có thể tránh khỏi tội báo, ai nấy đều đổ xô về đó. Thế nhưng chạy vào tới trong núi rồi thì sao? Núi này là loại núi hoạt động, có thể tự di chuyển. Núi từ bốn phía đều có thể di động và tiến gần lại với nhau. Do đó, chung quanh tội nhân, trước mặt sau lưng và bên phải bên trái đều là núi non chập trùng, đồng thời khép chặt lại, khiến toàn thân tội nhân bị ép dẹp, máu thịt đỏ lét, trông rất ghê sợ. Ở nơi đó, không những tại cửa địa ngục phía đông, mà tại các cửa phía nam, phía tây và phía bắc của địa ngục Giáp Sơn cũng đều xảy ra y như vậy. Các cửa địa ngục này vừa mở, tội nhân liền tẩu thoát ra ngoài và trông thấy núi liền chạy vào đó để trốn, không biết rằng trong núi ấy vẫn là địa ngục. Tại sao như vậy? Đó là vì nghiệp tội của các chúng sanh này quá nặng nề, thâm trọng, khiến họ phải chịu quả báo ở khắp mọi nơi. Đến đâu họ cũng phải chịu đựng thứ cực hình, không cách gì chịu đựng nổi này. Vì sao lại có loại quả báo địa ngục Giáp Sơn? Bởi vì khi còn sống, những tội nhân trong địa ngục này đã lạm dụng quyền hành thế lực để áp bức chèn ép người khác một cách thậm tệ, cho nên sau khi chết, họ phải chịu quả báo núi ép như thế. Lại có địa ngục tên là Thông Thương, Giáo Đâm. Giáo thương thì lớn và thô hơn mũi tên, đầu ngọn thương thì rất to và nhọn, có thể đâm chết người. Ở địa ngục Giáo Đâm, tội nhân thường xuyên bị đâm bằng giáo, đâm đằng trước, đâm đằng sau, đâm bên phải, đâm bên trái. Cứ mỗi nhát đâm thì thân thể tội nhân bị khoét ra một lỗ lớn như cửa sổ vậy. Cho nên chẳng mấy chốc là khắp mình mấy tội nhân lỗ chỗ những cửa sổ, máu thịt đỏ lét, trông rất ghê sợ. Hình phạt ở địa ngục Thông Thương này vô cùng đau đớn, khổ sở. Lại có địa ngục tên là Thiết Xa, xe sắt. Ở địa ngục này có chiếc xe bằng sắt chạy qua chạy lại trên người của tội nhân, cán dập nát thân thể của họ. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni khi còn đang tu hành tại nhân địa, có một kiếp nọ Ngài đắc được thiên nhãn thông và nhìn thấy được địa ngục Thiết Xa. Bấy giờ chứng kiến cảnh các tội nhân bị xe sắt chạy qua chạy lại trên thân thể quá sức đau đớn khổ sở, Ngài liền phát tâm từ bi mà nguyện rằng: ta nhất định phải phát tâm tu đạo, và sau này khi thành Phật rồi, ta sẽ độ thoát tất cả chúng sanh trong địa ngục này. Và đó là lần phát tâm từ bi tối sơ của Đức Phật. Lại có địa ngục tên là Thiết Sàn, giường sắt. Trong địa ngục này, tội nhân phải nằm hoặc ngồi trên giường sắt, bên dưới có rất nhiều con dao nung nóng đỏ rực. Lại có địa ngục tên là Thiết Ngưu, trâu sắt. Những con trâu ở trong địa ngục này đều bằng sắt và đều có sừng, chúng dùng sừng để hút vào mình tội nhân. Lại có địa ngục tên là Thiết Y, áo sắt. Những người khi còn sống đã thọ giới rồi mà lại phạm giới thì sau khi chết phải đọa vào địa ngục Thiết Y. Địa ngục Thiết Y thì như thế nào? Ở địa ngục này có rất nhiều lưỡi lê có gắn móc câu, hễ đâm trúng thân tội nhân thì móc rách tơi tả hết áo quần trên người, làm cho tội nhân phải chịu trần truồng. Bấy giờ có một loại áo quần bằng sắt từ không trung bay đến. Tội nhân vừa thấy áo quần đó liền vui mừng giơ tay vẫy gọi: áo quần tới đây, áo quần tới đây. Ý nói rằng: áo quần ơi, hãy mau mau bay đến chỗ của ta. Vẫy vẫy tay như thế mà áo quần kia liền bay đến thật. Bay đến nơi thì áo quần đó liền tự động bao bọc lấy thân tội nhân như một lớp da sắt, và lại là lớp da sắt nóng đỏ. Vì vậy mặc vào người rồi là toàn thân tội nhân đều bị nung cháy khét lẹt, và chẳng bao lâu đã trở thành một đống tro. Biến thành tro rồi thì sao? Chỉ trong chốc lát thì có ngọn xảo phong thổi tới, bấy giờ xác thân vốn đã không còn của tội nhân lại hồi phục và hiện trở lại hình tướng như trước, và tội nhân lại tiếp tục chịu tội. Đó là hình phạt trong địa ngục Thiết Y. Kinh văn: lại có địa ngục tên là Thiên Nhẫn, lại có địa ngục tên là Thiết Lư, lại có địa ngục tên là Dương Đồng, lại có địa ngục tên là Bảo Trụ, lại có địa ngục tên là Lưu Hỏa, lại có địa ngục tên là Canh Thiệt, lại có địa ngục tên là Tỏa Thủ,
lại có địa ngục tên là Thiêu Cước, lại có địa ngục tên là Đạm Nhãn, lại có địa ngục tên là Thiết Hoàng. Lược giảng. Lại có địa ngục tên là Thiên Nhẫn, ngàn con dao. Địa ngục Thiên Nhẫn là do con người tạo tội quá nhiều mà ra. Tại địa ngục này có rất nhiều lưỡi dao từ trên hư không rơi xuống như mưa. Những lưỡi dao này tựa như những giọt mưa sắc bén rơi xuống đâm nát đầu và thân của tội nhân. Tất cả xương cốt và da thịt đều bị cắt xẻ. Sau khi tội nhân chết đi thì lại có ngọn gió xảo phong thổi đến, tội nhân liền sống trở lại và tiếp tục thọ tội báo như cũ. Lại có địa ngục tên là Thiết Lư, lừa sắc. Tại địa ngục này có con lừa sắc dẫm đạp lên thân thể của tội nhân mà đi, và cứ liên tục đi qua đi lại như thế mãi. Lại có địa ngục tên là Dương Đồng, nước đồng sôi. Ở địa ngục này tội nhân bị bỏ vào trong dung dịch đồng nấu chảy, ngay cả đồng mà còn bị nung chảy lỏng, thế thì con người nếu bị bỏ vào đó tất nhiên cũng bị thiêu hóa mất mà thôi. Lại có địa ngục tên là Bảo Trụ, ôm trụ đồng. Địa ngục Bảo Trụ còn có tên là địa ngục cột đồng nung, bào lạc. Năm ngoái, lúc giảng Kinh Lăng Nghiêm, tôi đã có giảng qua, nhưng e rằng mọi người đều quên cả rồi. Trong địa ngục ôm trụ đồng, Bảo Trụ có một cột trụ bằng đồng được nung nóng đỏ rực. Hễ ôm lấy trụ đồng này rồi thì không thể nào rời ra được nữa. Hạng người nào phải đọa vào địa ngục này? Đó là hạng người thích điều dâm loạn, ưa việc gian dâm, cho nên khi còn sống đã phạm quá nhiều nghiệp dâm. Và trong số ấy, số người nam phạm tội rất đông, mà số người nữ phạm tội cũng chẳng ít. Nói chung, bất luận là nam hay nữ, hễ người nào phạm nghiệp dâm dật thì sau khi chết cũng đều bị đọa vào địa ngục ôm trụ đồng cả. Bấy giờ khi đã vào địa ngục này rồi, nếu tội nhân là người nam thì nhìn trụ đồng mà lại thấy đó là cô gái mình từng yêu thương nhất lúc còn sống, thế là mừng rỡ nhào đến ôm chầm lấy. Khốn nổi, vừa ôm được thì toàn thân đều bị bỏng cháy bởi trụ đồng nung. Tội nhân bị thiêu chết rồi thì có ngọn gió xảo phong thổi đến làm cho hồi sinh. Hồi sinh rồi thì mọi việc vẫn tái diễn giống hệt như trước, cũng ôm trụ đồng, ôm rồi lại ôm nữa, thiêu rồi lại thiêu nữa, chết rồi lại chết nữa. Cứ thế mà lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần. Người nam nhìn trụ đồng nung thì thấy đó là người nữ. Thế đối với người nữ thì sao? Người nữ nhìn trụ đồng nung thì thấy đó là chàng trai mà lúc còn sống mình yêu thương nhất. Và thế là cô ta không dằn lòng được, hớn hở chạy đến ôm choàng lấy người yêu. Sau khi ôm, cô ta cũng bị lửa của trụ đồng đốt cháy thành tro bụi. Rồi đến khi ngọn gió xảo phong thổi lướt qua, cô ta liền sống trở lại. Sống rồi thì lại tiếp tục đi ôm trụ đồng, ôm rồi lại chết, chết rồi lại sống, sống lại thì tiếp tục thọa báo như trước. Vì sao có địa ngục ôm trụ đồng? Phải chăng có người nào đó đã chuẩn bị sẵn như thế? Không phải. Chính nghiệp dâm, ngọn lửa nghiệp từ lòng dâm dục của tội nhân cảm dời mà thành ra địa ngục ôm trụ đồng. Cho nên chúng ta, bất kể là nam hay nữ, đừng vội cho rằng chuyện trai gái yêu đương là điều hoàn toàn tốt đẹp. Bởi nếu quý vị đi lệch sang con đường tà dâm bất chánh, thì sau này sẽ bị đọa vào địa ngục ôm trụ đồng. Và đó là một sự việc vô cùng đau khổ và đáng sợ. Lại có địa ngục tên là Lưu Hỏa, lửa chảy. Trong địa ngục này chỉ toàn lửa và lửa, song thứ lửa này lại lưu chuyển và chảy giống như nước vậy. Địa ngục lửa chảy cũng là do lửa dâm dục của chúng sanh tạo ra. Lại có địa ngục tên là Canh Thiệt, cày lưỡi. Vì sao lại gọi là địa ngục cày lưỡi? Trong địa ngục này có loại ác quỷ chuyên dùng một cái móc câu móc vào đầu lưỡi của tội nhân rồi kéo lên, khiến lưỡi của tội nhân bị căng dài đến mấy trượng và xương phồng lên rất to. Sau đó chúng dùng cái cày, dụng cụ để xới đất mà cày bừa trên lưỡi ấy, cày tới cày lui khiến cho lưỡi của tội nhân bị xẻ thành nhiều đường rãnh. Tại sao phải chịu quả báo này? Đó là vì lúc còn sống ở dương gian,
tội nhân đã từng hủy bán tam bảo, vu khống tam bảo, phá hoại tam bảo. Ví dụ như nói rằng, quý vị không nên tin Phật, Phật vốn không có thật, không hề tồn tại, Phật Pháp chẳng qua chỉ là trò lừa gạt, thầy tu là những kẻ mượn áo nhà Phật và dùng Phật Pháp để lừa gạt mọi người, quý vị chớ có tin theo. Như thế là hủy bán tam bảo vậy. Có bốn nghiệp xấu do miệng, lời ăn tiếng nói gây ra, đó là nói lời thô ác, nói đôi chiều, nói thiêu dệt và nói dối. Một, nói lời thô ác ác khẩu, tức là nói lời thô ác hoặc mắng chửi người khác. Hai, nói đôi chiều, lưỡng thiệt, có nghĩa là nói hai lưỡi, nói đôi chiều, nói để gây chia rẽ. Ví dụ gặp Trương Tam thì nói là Lý Tứ không tốt, gặp Lý Tứ thì lại nói là Trương Tam không phải, khiến đôi bên nảy sanh hiềm khích và mất hòa khí, suốt ngày cứ gây gổ cãi giả, nghi kỵ lẫn nhau, như thế là nói đôi chiều vậy. Ba, nói thiêu dệt, ỷ ngữ, tức là nói thiêu dệt. Đàn ông thì thường hay nói chuyện về đàn bà, chẳng hạn như anh thấy cô ấy như thế nào, xinh quá phải không, còn cô này thì sao, lại còn cô kia nữa. Còn đàn bà thì sao, thì lại nói chuyện về đàn ông, anh chàng kia cũng không tệ lắm, anh chàng này thì thế này thế nọ. Nói tóm lại, những lời nói phù phiếm, không đúng đắn, gợi chuyện tà dâm đều là nói thiêu dệt. Bốn, nói dối, giọng ngôn, tức là nói điều trái với sự thật. Chúng sanh do phạm bốn điều ác của miệng là ác khẩu, lưỡng thiệt, ỷ ngữ và giọng ngôn, nên bị đọa vào địa ngục cày lưỡi. Lại có địa ngục tên là tỏa thủ, chém đầu. Những tội nhân bị đọa vào địa ngục tỏa thủ thì đều bị chém đầu. Tại sao? Đó là vì lúc sinh thời họ đã giết hại quá nhiều chúng sanh, bởi họ đập vỡ đầu của chúng sanh, cho nên sau khi chết họ phải đọa địa ngục tỏa thủ và chịu hình phạt bị chặt đầu. Khi muốn giết sâu bọ, chim xe sẻ hoặc các loài cầm thú khác, nhiều người thường dùng chùy, gậy gộc hoặc một vật gì đó để đập vỡ đầu của chúng trước. Hoặc trông thấy con du viên hay con rết, cho đó là loại trùng độc, nên nhiều người cũng lấy đồ đập đầu chúng cho chết. Chính vì làm tổn hại quá nhiều sinh mạng, cho nên sau khi chết, những người ấy phải đọa vào địa ngục chém đầu. Nói chung, khi sống chúng ta tạo nghiệp tội gì, thì sau khi chết chúng ta phải thọ quả báo tương ứng với nghiệp tội đó. Lại có địa ngục tên là thiêu cước, đốt chân. Địa ngục này thì chuyên môn đốt chân của tội nhân, nhưng không phải dùng lửa để đốt, mà là người tội đặt chân đến chỗ nào thì chỗ đó liền có lửa bùng lên để đốt chân người ấy. Chân của tội nhân dí như ngọn nến, hễ đi đến đâu là mang mồi lửa theo đến đó, tới bất cứ nơi nào thì nơi đó cũng bắt lửa. Vì thế địa ngục này được gọi là địa ngục đốt chân. Lại có địa ngục tên là đạm nhãn, ăn mắt. Trong địa ngục này có loài diều hâu, điêu thú, một loài chim hung tợn, chuyên ăn những đồ dơ bẩn. Địa ngục đạm nhãn là nơi có nhiều diều hâu nhất. Loài chim này thấy tội nhân liền bay đến, vươn hai móng sắc ra và chụp xuống bấu chặt lấy hai vai của người tội, khiến người ấy không cách gì dùng dãy để thoát ra được. Sau đó, diều hâu quay đầu lại, dùng mỏ mổ rách mắt của tội nhân, rồi ăn thứ nước chảy ra từ con mắt đó. Nó lại còn mổ cho bể đầu của tội nhân để uống thứ nước tủy trong não nữa. Tội nhân chết rồi thì diều hâu cũng bay đi mất, đợi đến khi tội nhân sống lại thì diều hâu cũng liền bay về lại. Lại có địa ngục tên là thiết hoàng, viên sắt. Ở địa ngục thiết hoàng thì có những viên sắt hình thù tương tự như cái trứng bằng sắt, từ bốn phía văng tới đập xối xả vào đầu mặt tội nhân. Khắp thân thể tội nhân chỗ nào cũng bị các viên sắt đập trúng cả. Khi tội nhân bị đập đến chết rồi thì những viên sắt đó cũng không văng tới nữa. Thế nhưng đợi đến lúc tội nhân sống trở lại thì chúng lại xuất hiện. Đó là hình phạt ở địa ngục viên sắt.